Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đây là hình ảnh được người dân quay và chia sẻ lên Facebook. Vào khoảng 21 giờ 15 phút đã xảy ra một vụ cháy tại công ty Sinmac Vina ở Trảng Bom. Hiện tại vẫn chưa có kết quả về sự thiệt hại của người và của trong vụ cháy ở Sinmac. Được biết khi vụ cháy xảy ra thì công nhân đã rời nhà máy khoảng 30 phút. Lực lượng bảo vệ của công ty đã phát hiện nhưng không thể kiểm soát được đám cháy. Theo thông tin thì có khoảng 20 xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ đã tới đây kiểm soát đám cháy. Chúng ta cùng chờ đợi thông tin cập nhật vào ngày mai, ngày 8 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Trời đang nắng hoa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa tình yêu hãy giữ yên đây trong. Nó chảy lên kìa, chạy lên kìa. Gió mà thổi đây anh.